Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói thủy điện nhỏ không có lỗi trong vụ bão lũ sạt lở ở miền Trung những ngày qua mà là do trời mưa, địa chất bị đứt gãy. Vậy Bộ trưởng cho biết, thời gian tới Bộ trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ việc xây dựng phát triển thủy điện nhỏ đúng không? Và theo Bộ trưởng, ông trời, mẹ thiên nhiên và rừng có quan hệ gì đối với thực trạng bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam? Với tư cách chuyên gia, đơn vị tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thấy mình có trách nhiệm như thế nào với thực trạng đó? Thủy điện không phải là nguyên nhân, mà thủy điện là hậu quả do những cái việc chúng ta khai thác tài nguyên thiên nhiên mà không dựa vào cái quy luật tự nhiên. Và cái việc này chúng ta có thể khắc phục được. Vấn đề thứ hai, mất rừng không có nghĩa là nghĩ đến thủy điện. Mất rừng còn do chúng ta có tư duy sai trái, trong nhà dùng toàn đồ gỗ, sử dụng các động vật hoang dã. Thủy điện cũng không phải là nguyên nhân chính mất rừng chính là người ta đã thay thế rừng bằng những cái cánh rừng sản xuất bình thường như là cây cà phê, mà khi mà nó không phù hợp với hệ sinh thái đó thì cái hệ sinh thái rừng mà nông nghiệp hoặc lâm nghiệp đó cũng không có giá trị, nên là cái rừng tự nhiên hết sức quan trọng. Nên tôi muốn nói là chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân mà mất rừng, là còn rất nhiều cái nguyên nhân khác mà chúng ta phải quản lý. Thì từ góc độ này thì tôi thấy rằng là với tư cách là người làm quản lý môi trường thì chúng tôi sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ xem xét cùng Quốc hội rà soát từng mét vuông đất nếu mà chuyển từ rừng tự nhiên vào rừng phòng hộ đặc dụng. Và sắp tới thì đối với rừng phòng hộ đặc dụng thì những cái nơi nào mà không còn rừng nhưng chức năng của nó là phòng hộ và bảo vệ con người thì chúng ta phải phục hồi lại rừng, và phải phục hồi rừng nguyên sinh đúng với bản chất là rừng tự nhiên. Thì tôi xin được báo cáo với đại biểu, và rất mong đại biểu là hãy lắng nghe cái băng tôi trả lời để chúng ta có cái sự hiểu biết nhau hơn. Xin cảm ơn.